Kết quả Sparta Praga 1-5 Liverpool, chạy đà hoàn hảo cho đại chiến Man City. Nunes lập cú đúc, Liverpool cầm chắc vé tứ kết Europa League. Ở lượt đi vòng 1/8 Europa League 2023-24, Liverpool dù phải làm khách song vẫn dễ dàng vùi dập Sparta Praga 5-1, qua đó đã gần như chắc chắn có một suất vào vòng tứ kết. Bàn thắng Sparta Praga, Bradley, 46, phản lưới. Liverpool, McAllister, 6, pen. Nunes, 25, 45, 3, Diaz, 53, Szoboszlai, 94. Đụng độ Sparta tại Cộng hòa Séc. Liverpool tung ra sân đội hình mạnh. Ngoại trừ Mohamed Salah và Virgil van Dijk ngồi dự bị, huấn luyện viên Jurgen Klopp bố trí những ngôi sao như Luis Diaz, Darwin Nunes, Cody Gakpo, Alexis McAllister hay Wataru Endo đá chính. Sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đã đẩy cao đội hình tấn công và ngay phút thứ 5, họ đã có bàn mở tỷ số với cú đá 11m thành công của McAllister. Nhận bàn thua sớm, Sparta vùng lên ấn tượng, tạo ra một vài cơ hội ngon ăn khiến cầu môn đội khách chao đảo. Nunes có ngày thi đấu chói sáng. Phút 15, Jogomer có mặt kịp thời phá bóng cứu thua cho Liverpool ngay trên vạch vôi sau pha dứt điểm của tiền đạo Jan Kucha. Khi đang chơi tốt, Sparta đã phải vào lưới nhặt bóng lần hai, và nó đến từ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Nunes. Phút 25, nhận bóng từ đồng đội, Nunes tung cú đá từ xa như búa bổ nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Một siêu phẩm của tuyển thủ Uruguay. Ở quãng thời gian sau đó, hai đội liên tục chơi ăn miếng trả miếng, nhưng chỉ có một đội có bàn là Liverpool. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, nhận đường truyền từ McAllister, Nunes vuốt bóng chéo góc một chạm bằng chân phải quyết đoán tung lưới Sparta giúp Liverpool dẫn 3 bàn. Ngay đầu hiệp 2, Sparta có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-3, song đó là tất cả những gì đại diện của Cộng hòa Séc làm được. Szoboszlai góp công một bàn trận này. Phút 53, Diaz ra chân nhanh trong vòng cấm tái lập cách biệt 3 bàn cho Liverpool. Đến phút 94, tiền vệ vào sân thay người Dominic Szoboszlai điền tên lên bảng điện tử với tình huống tăng tốc từ cánh trái xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm gọn ghẽ ấn định chiến thắng 5-1 tưng bừng cho Liverpool. Như vậy, ngay sau lượt đi, Liverpool coi như đã giành vé vào tứ kết Europa League 2023-24. Họ vẫn còn 90 phút tái đấu tại Anfield, song có lẽ giờ đây mọi chuyện chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Chiến thắng ấn tượng này còn giúp thầy trò Klopp có màn chuẩn bị tuyệt vời cho trận đại chiến với Man City tại vòng 28 Premier League vào ngày 10 tháng 3. Ở một vài cặp đấu đáng chú ý khác tại lượt đi vòng 1/8 Europa League, hai đội bóng của Italia đều có chiến thắng đậm đà. Roma đã đè bẹp Brighton 4-0 trên sân nhà. Milan hạ Slavia Praga 4-2. Freiburg vượt qua West Ham 1-0, nhưng đội bóng đồng hương Leverkusen chỉ kiếm được trận hòa 2-2 trên sân Karak 2-2. Trong khi đó Marseille đè bẹp Villarreal 4 bàn không gỡ. Đội hình thi đấu: Sparta Praga, Vindan, Sorensen, Rans 43, Vitic, Regi, Preciado, Sombaken, Kairin, Karabek 74, Jeleni, Bermanse, Tusi 74, 6, Kucha, Olatunji 74, Haralin, Lasi 74, Liverpool, Keller, Gomer, Bradley 46, Konate, Van Dijk 51, Quansa, Robertson, McAllister, Clark 65, Endo, Elliot, Gakpo, Nunes, Szoboszlai 51, Diaz, Salah 74,